Và rồi cứ thế, căn phòng chỉ còn lại nỗi nhớ. Không chỉ còn lại nỗi nhớ, bao ngày qua một người cứ ngựa trong suy tư em về đây. Và rồi cứ thế, căn phòng chỉ còn. Và rồi cứ thế, căn phòng chỉ còn. Và rồi cứ thế. Và rồi này, giơ cái móng tay này cao lên này, chuẩn bị chặt xuống. Và rồi cứ thế, cái mà chỉ còn lại nỗi nhớ. Bao ngày qua một người cứ ngỡ trong suy tư em về đây. Mong thức sáng, mỗi giấc chợt nhìn mình trong vắng. Đôi tay gần lại xua tan đi nỗi nhớ. Điều là như vậy, còn hợp âm là như này. La, fa, son, do, son, la, fa, do, son. Xuống xuống này các bạn, cũng như bài trước nó có bát rất đẹp đi, nó hay. Xuống lên lên xuống đập, tần tơ tơ tần tơ tần tơ tần tơ tần tơ. Xuống xuống lên xuống đập, lên xuống lên xuống xuống lên xuống đập. Xuống xuống lên xuống đập, rồi xuống xuống tập đi hết gám chứ. Cái điều này cho nó ngắn. Xuống xuống lên xuống đập, lên xuống lên pha pha cho xuống đập, lên xuống lên đô đô. Cái đoạn lên này là phù á, phù cho nên chúng ta có thể thả ra cho mình gảy lên, chả có vấn đề gì so với cái bài mình gảy. Mèo để mà chuyển ga nhanh không bị vấp ấy. Đi cái đường nó chuẩn bị chuyển ga mà mình có đang gảy lên phù á. Ngón tay bàn tay chúng ta chuẩn bị đẩy ga. Hay hơn thì các bạn đang đoạn vỗ xuống, chặt xuống ấy. Chúng ta chỉ chặt mấy dây trên thôi, còn dây dưới để thả lỏng vậy, để vừa chặt mà vừa phát ra tiếng. Ngón tay hơi đặt ra ngoài, gảy xuống mà đặt ra ngoài, hết ra ngoài. Còn đây các bạn để đang hơi xinh xinh thế này gãy nó ra tiếng dễ hơn là đang để ấp như này. Để hơi nghiêng nghiêng ra ngoài, chạy chạy ra ngoài.
dập mấy dây trên mà gãy mấy dây dưới thì bạn tập như này thôi chứ cho xuống cho thảo. Vào nhạc luôn nha. Vừa rồi cứ thế không chỉ, vừa rồi cứ thế không chỉ còn lại nỗi nhớ. Hoàn thức giấc mà giống chợt nhìn mình trong vắng đôi tay gần là xua tan nhớ. Cái điều này thì các bạn có thể bắt gặp ở trong cái bài Sa Mộc Tinh ấy. Mưa có về qua lúc về qua lối xưa cho đi còn dấu vết còn anh nhớ em nói đau khi duyên tình đã vỡ tan tình như vút bay anh đâu. Rồi, ba được là cả nam một lúc nữa. Và rồi cứ thế, cứ thế, không chỉ còn lại nỗi nhớ. La la, la 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 la. Và rồi cứ thế, và rồi cứ thế, thế. Vào thế đại xuống không? Thế, không chỉ còn lại nỗi nhớ bao qua một niềm cứ ngỡ ngỡ và rồi cứ thế cặp chỉ còn lại nỗi nhớ thế đây đây đừng khi còn lại nỗi nhớ đây đây đừng chỉ ngỡ 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 cứ thế cặp chỉ còn lại nỗi nhớ đây đây bằng bằng đến liên tưởng cái những cái nhịp phù ở trong đầu ấy hoặc là phát ra bằng mồm được. Đấy. Trong khúc trong lúc hát thì cái đoạn như này thì chúng ta sẽ ngân dài nhưng mà cái tay thì chúng ta có thể đánh phát ra từng nhịp như vậy cho nên chúng ta làm nhạc mồm ra cái nhịp như vậy cho đàn nó hợp nhịp ấy. Nhưng hát là và rồi cứ thế chữ thế kéo dài ra nhưng mà chúng ta là nhạc miệng đi cứ thế và rồi cứ thế tất cả chỉ còn lại nhớ nhớ tất tất cứ thế tất cả chỉ còn lại nhớ nhớ tất tất nhớ tất 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 như vậy thì chúng ta mường tượng được trong đầu là chúng ta sẽ đang cái gì phát ra tiếng như nào thì lúc đó chúng ta gảy cái tay xuống chúng ta gảy đàn thì nó mới khớp được chứ còn bằng chỉ không mường tượng được trong đầu sẽ đàn cái điều chi và cái những cái nhịp như thế nào trong 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 lúc đàn thì nó khó để mà đàn trùng nhịp lắm. Chúng ta lại đoạn này và rồi cứ thế còn chỉ còn lại nỗi nhớ còn chỉ còn lại nỗi bỏ qua một người cứ nhớ trong suy tư anh về đây thức giấc trong trạng nhìn trong vắng đôi tay gần là xóa tan đi nỗi nhớ em. Rồi kết thúc cái đoạn âm thầm lặng lẽ nhẹ cảm xúc dâng trào dao dạt đấy bị qua đoạn bùng nổ đây.